Xin chào tất cả các bác, em là Thắng Thổ địa Du lịch Pù Luông đây. Bây giờ thì em đang ở cạnh khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông. Như các bác có thể nhìn thấy đằng sau em là khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, nơi bảo tồn rất là nhiều loại gỗ rất là quý hiếm và nhiều loại động vật có trong sách đỏ của Việt Nam. Và có nhiều bạn đã hỏi em rằng là chi phí du lịch ở Pù Luông như thế nào. Cũng tùy theo cái nhu cầu của cá nhân, tùy theo nhu cầu của từng cá nhân và tùy theo cái mong muốn của mình như thế nào thì chi phí nó rất là khác nhau. Nhưng mà nếu mà du lịch bình thường ở một khách sạn bình thường ở homestay ấy, thì nó khoảng tầm 400.000 đến 500.000 một người một ngày. Đấy là bao gồm chi phí đi lại, ăn ở, vâng, và tham quan một số cái điểm ở Pù Luông. Đấy, tiền xe nếu mà các bạn đi từ Hà Nội lên Pù Luông thì có xe limousine đưa đón hàng ngày, thì một người một chiều nó khoảng tầm 250.000 một người một chiều. Vâng, ăn ở trên này thì giá thì nó dao động từ 150, 180 hoặc 200. Đấy, các bạn nếu muốn ăn đặc sản hay là món cái gì nó giá nó cao hơn một chút thì các bạn sẽ phải chi phí nó cao hơn. Vâng, còn phòng thì có rất là nhiều hàng phòng. Nếu các bạn ở homestay thì có khoảng tầm 150 hoặc 200.000 một người thôi, đã bao gồm ăn sáng rồi. Nếu các bạn ở các bungalow hoặc các khách sạn ấy thì nó có giá khoảng tầm 400-500.000 một người, một phòng đấy ạ. 400-500.000 là thấp nhất. Còn nếu mà các bạn ở hàng deluxe, hàng cao hơn nữa thì có thể là 800-900.000 một phòng dành cho hai người đấy. Đấy, thì tổng chi phí ở cho 2 ngày một đêm ấy nó khoảng tầm 800 đến 900.000 cho một người thôi. Nếu 3 ngày 2 đêm nó khoảng tầm 1.280.000. Đấy là cái chi phí ở Pù Luông. Ngoài ra thì các bạn có thể là thuê xe máy ở trên này. Thuê xe máy thì khoảng 200.000 một xe, 200.000 một xe. Đấy, xe số đấy ạ. Xe số như đằng sau của em đấy, em đang đi xe số đấy ạ, là 200.000 một xe một ngày, chưa bao gồm xăng. Đấy, và có một số cái chi phí ở trên đường như nước nôi và một số chi phí cá nhân khác thì nó cũng chỉ dao động trong khoảng là 900 đến 1 triệu thôi. Đấy là cái câu hỏi mà chi phí du lịch ở Pù Luông. Đấy, hy vọng là các bác có một chuyến đi du lịch ở Pù Luông vui vẻ. Nếu mà có một bất cứ thắc mắc nào về chuyến đi Pù Luông, các bác hãy comment bên dưới cho em biết nhé. Đấy, và hoặc là alo cho em thì em sẽ tư vấn cho các bác nó rõ hơn. Chúc các bác có một ngày vui vẻ. Cảm ơn các bác đã theo dõi video này.